Bản cập nhật hệ điều hành mới nhất của Apple bao gồm một tính năng iOS 15. Apple sẽ phát hành iOS 15.1 và iPadOS 15.1 hôm nay và tính năng mới lớn là sự trở lại của SharePlay. SharePlay là một tính năng ban đầu được cho là sẽ xuất hiện trong iOS 15. Nó cho phép mọi người gọi cho bạn bè hoặc gia đình và xem phim, TV hoặc nghe nhạc cùng nhau. SharePlay đồng bộ hóa nội dung để mọi người có thể xem nó cùng một lúc. iOS 15.1 cũng bao gồm một số cải tiến đối với các tùy chọn camera cho các mẫu iPhone 13 Pro. Đã có công cụ chuyển đổi Auto Macro mới cho iPhone 13 Pro, cho phép bạn tắt chế độ Macro tự động nếu bạn thấy khó chịu. Tính năng quay video Pro cũng có sẵn trong iOS 15.1. Vì vậy bạn có thể quay video chất lượng thậm chí còn tốt hơn trên iPhone 13 Pro ở tốc độ 30 khung hình 1 giây, 1080p trên các kiểu máy 128GB hoặc 4K trên kiểu máy 256GB trở lên. Apple cũng đang cho phép người dùng iOS 15.1 thêm thẻ vaccine COVID của họ vào ứng dụng Wallet, tương tự như cách hoạt động của phiên bản Android của Google về tính năng này. Nếu bạn là người dùng HomePod, iOS 15.1 bổ sung Lossless Audio và Dolby Atmos với hỗ trợ Spatial Audio cho HomePod và HomePod Mini. Cả iOS 15.1 và iPadOS 15.1 hiện đều có sẵn từ cài đặt dấu lớn chung dấu lớn cập nhật phần mềm trên các thiết bị tương thích. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!